Xin mến chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với KingCoFarm, một kênh chuyên cung cấp các dòng cá coi F1 và Nhật Bản chất lượng cao. Thì hôm nay ngày 10 tây tháng 7 năm 2024, tại KingCoFarm có cập bến một lô cá coi F1. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu xem những chú cá coi chúng ta trong những cái bao này thì có những gì. Xin mời cả nhà. Thì đây là cô lô cá coi chất lượng hàng tầm trung. Thì có lẽ mình sẽ để giá thật là mềm cho các bạn muốn sở hữu những chú cá coi đẹp, khỏe mà ngân sách chúng ta còn eo hẹp, nhưng chúng ta không phải đầu tư quá nhiều. Thì lưu ý anh chị em đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông để mình không bỏ lỡ những cái video mình luôn cập nhật những dòng cá coi, những cái lô cá coi mình về liên tục. Thì mỗi tháng mình sẽ về khoảng tầm 2 lần cá coi. Thì thông thường mình sẽ về là cá coi F1 và cá coi Nhật. Thì cá coi Nhật mình sẽ về khoảng tầm 2 lô. Cá coi F1 mình cũng sẽ về khoảng tầm 2 lô, có từ dòng trung cấp tới cao cấp. Thì sau khi cá đi một quãng đường xa, mình đã cho cá nghỉ ngơi, nên khi mình sổ cá ra, cá rất là khỏe. Thì anh chị em thấy cá trong cái lô này thì tuy là nó không bằng những cái lô fit, cái lô trước, nhưng mà chất lượng cá thì nó hàng tầm trung, nó không đến nỗi phải là xấu hay là lem nổ nhiều. Thì mình sẽ sổ ra, xong sau đó mình sẽ bắt ra, mình xô từng thao cho cả nhà xem những cái chất lượng cá như thế nào. Thì thao đầu tiên này đó là thao cọp nha cả nhà, dòng Utsuri, cọp đỏ. Nhưng mà đối với F1 này thì nó khoảng tầm cam cam như thế này là nó cũng chất lượng rồi, nó không có được đỏ giống như cá Nhật đâu anh chị em. Đó, rất là nhiều cọp. Thì dòng Utsuri thì trong đó có cọp và Showa. Cọp đó là Hi Utsuri hoặc là Ki Utsuri, và dòng Showa đó là Showa Utsuri. Đó là một trong những cái đặc trưng của dòng cá F1. Ví dụ như là cá Việt sẽ không ra được những dòng cá Utsuri như trong clip này. Đó. Chị em thấy cái chất lượng cá trong thao này thì nói về màu sắc thì màu sắc hoa văn đối với mình thật sự ra nó chưa được đẹp lắm, tại vì cái tính chọn lọc của mình rất khắt khe. Nhưng mà riêng mình muốn đưa hướng tới cái khách hàng của mình là tất cả khách hàng mình đều chơi cá được, đều chơi được cá coi đẹp, có cá coi chất lượng để chơi. Thì mình sẽ cũng sẽ cố gắng lấy về một số lô từ rồi vì sao mình sẽ cố gắng lấy về một số lô cá hàng tầm trung để cho những anh chị em nào có nhu cầu cứ việc tới trại lựa, hoặc là những anh chị em ở phương xa cũng có thể tới mua hàng online của mình. Thì địa chỉ của mình đó là ở 3/90B quốc lộ 22 Tân Xuân Hóc Môn, gần bến xe An Sương. Thì lô này ngoài cọp ra thì mình cũng có thêm những dòng khác, ví dụ như là Kohaku. Thì đặc biệt cái lô Kohaku này rất là đậm, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, điên mình đánh giá lô Kohaku trong cái lô cá tầm trung này thì nó chất lượng. Đó, chị em nào thích những cái dòng cá đỏ trắng như thế này thì có thể chọn trong cái lô này, giá nó cũng mềm, cũng hợp lý. Để mình show qua một thao cho anh chị em xem, rất là đẹp luôn. Thì anh chị em nhìn đánh giá Kohaku á, nó phải là điều hoa văn nó phải từng mảng nào thì ra mảng đó. Cái bendy của nó phải là chuyên biệt, nó không có bị lem hoặc nhiễm. Còn anh chị em thấy qua clip này thật sự nó không có đẹp bằng ở ngoài đâu. Tại vì clip mình không có ít chỉnh sửa, clip mình quay nó không có được đẹp bằng bên ngoài. Đó, anh chị em, nếu anh chị em đã mua bên mình rồi thì hầu như là cá thì khi mình mua ở bên ngoài nó sẽ đẹp hơn bên trong clip rất là nhiều. Thì ngoài ra mình còn thêm một số dòng khác, ví dụ như là Yamabuki hoặc là Goromo. Thì đặc biệt lô này Goromo cũng khá là nhiều. Đó, Goromo là một trong những cái biến thể, những cái dòng cá tương tự như là của Kohaku. Thì trong khi xem clip thì các bạn hãy cho mình xin một nút đăng ký và một nút thông báo để mình luôn liên tục cập nhật những cái video mà giá trị và những cái trải nghiệm của mình về cá coi mình muốn chia sẻ đến các bạn. Mục tiêu hướng đến của mình đó là đưa cá coi và cách chăm sóc cá coi đơn giản nhất và hiệu quả nhất cho đến tất cả những anh chị em
trên mọi miền của đất nước ở Việt Nam của mình. Thì lô này Goromo rất là nhiều, Goromo là một màu bả trầu cũng khá là đặc trưng, khá là đặc sắc. Thì anh chị em nào mà thích cái màu mà nó hơi tối tối thì có thể mình chơi dòng này. Một dòng này rất là đẹp nha anh chị em. Nếu chúng ta mà cho cái dòng này nó phù hợp với những anh chị em có vùng nước lạnh, nó nếu mà càng lạnh nó sẽ màu nó sẽ càng đậm. Thì nhìn sơ qua thì nó cũng tương tự như là Kohaku. Thì lô này mình có tổng cộng khoảng 3 tạ nha anh chị em. Tổng cộng là 55 bao và rơi vào tầm 3 tạ, hơn 3 tạ. Khoảng 3 tạ 3. Thì mình sẽ dưỡng trong vòng 3 đến 4 ngày. Do là trên heo của mình đã kéo lên và mình để trong vèo nó khoảng tầm hơn 1 tuần rồi. Đó, mình dự định là sẽ cuối tuần sẽ mở bán, cho nên mình kéo lên trong hôm thứ tư ở ngày 11 tháng 7. Thì sau khi dưỡng khoảng tầm 3 đến 4 ngày vào ngày cuối tuần mình sẽ mở bán. Thì những anh chị em nào có nhu cầu hoặc là yêu mến Kinko Farm có thể đến tại địa chỉ 3-90B quốc lộ 22, có thể đến xem trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể đến để tham khảo những dòng cá coi ép bột hoặc là Nhật Bản. Thì đối với những anh chị em nào ở phương xa có nhu cầu mua cá coi hoặc là yêu mến Kinko Farm có thể ủng hộ qua số điện thoại là 098 998 2499. Thì mình sẽ bắt và quay cho anh chị em chọn. Bên mình có từ cá coi bình dân, hàng tầm trung từ 400 cho tới hàng 1 triệu. Đó là những hàng xuất sắc, những cái hàng mà size 2 năm trở lên. Hoặc là anh chị em có thể là chọn những chú cá coi Nhật Bản. Nhật Bản bên mình là từ hàng tầm trung cho tới hàng cao cấp. Mình không bán hàng Nhật của hàng thường. Thì anh chị em nhớ đăng ký kênh để luôn cập nhật được những dòng cá coi của mình yêu thích, và luôn cập nhật được những video mình chia sẻ về kiến thức để nuôi cá coi và những cái mẹo, những cái cách kỹ thuật để mình chữa bệnh. Mình sẽ liên tục cập nhật những cái phương pháp chữa bệnh của mình, những cái kinh nghiệm của ngay tại trại của mình mà mình đã trải nghiệm trong 5 năm qua mình nuôi cá coi. Rồi sau đây mình sẽ mời tất cả anh chị em xem cái quá trình mình về lô cá này, từ cái lúc mà sổ ra bao cho tới khi mà mình vào trong hồ nha cả nhà. Thì sau khi xem xong clip thì chúc cả nhà chúng ta có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và ấm áp bên gia đình và người thân.
đổ nước ra. Ha ha.